Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga nói đánh bại 3 lữ đoàn Ukraine, Kiev gấp rút tìm chiến đấu cơ phương Tây. Theo cụm quân trung tâm của Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng này đã đánh bại 3 lữ đoàn Ukraine gần thành phố Liman. Theo phát ngôn viên cụm quân trung tâm Nga, ông Alexander Sapchuk, các đơn vị của họ gần đây đã nổ ra nhiều cuộc giao tranh với hai lữ đoàn thuộc các lực lượng vũ trang Kiev và một lữ đoàn khác trong biên chế lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine ở khu vực lân cận thành phố Liman. Các binh sĩ thuộc đội hình bộ binh cơ giới với sự trợ của pháo binh đã đánh bại nhóm tấn công của lữ đoàn số 5 vệ binh quốc gia Ukraine tại khu vực rừng rậm Serebiansky. Lực lượng không quân và các đơn vị pháo binh của chúng tôi cũng tập kích binh sĩ và trang thiết bị của hai lữ đoàn cơ giới số 63 và 67 Ukraine triển khai gần hai khu vực Diprova và Grigorovka. Phía đối phương tổn thất tới 290 binh sĩ. Ông Sáp Trúc nói với hãng tin TASS. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin được TASS trích dẫn. Kyiv gấp rút tìm chiến đấu cơ phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 9 tháng 12 cho biết chính quyền nước này đang thực hiện nhiều cuộc thảo luận với các quốc gia phương Tây về vấn đề viện trợ chiến đấu cơ cho lực lượng vũ trang Kyiv. Chúng tôi không chỉ đàm phán về tiêm kích F-16 mà danh sách những chiến đấu cơ được chúng tôi thảo luận rất dài, không có giới hạn nào cho việc các đối tác chuyển giao công nghệ, và sử dụng nhiều nền tảng, hệ thống và khí tài khác nhau. Ông Umerov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rada khi được hỏi liệu Ukraine có thể nhận nhiều loại chiến đấu cơ khác ngoại trừ F-16 từ phương Tây hay không. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định nước này sẽ sớm nhận được các máy bay chiến đấu F-16 trong thời gian tới. Nga tuyên bố tiếp tục phi quân sự hóa Ukraine đến cùng. Trả lời phỏng vấn AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Mục tiêu phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Liên quan tới vấn đề phi quân sự hóa này, phát ngôn viên Zakharova cho biết các sự kiện xung quanh của khủng hoảng Ukraine đã khẳng định niềm tin của Nga vào sự cần thiết về mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Khi được hỏi về triển vọng giải quyết xung đột Nga-Ukraine, bà Zakharova nói rằng cách duy nhất để đạt tới một nền hòa bình kéo dài là phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Nga. Cụ thể, bà giải thích các yêu cầu đó như sau, cần thiết về xác lập vị thế trung lập, không liên kết và không hạt nhân của Ukraine, tiến hành phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa, thừa nhận các thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của các công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số đang sống trong quốc gia này. Người phát ngôn Nga cũng xác nhận rằng Nga vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao. Bà tuyên bố Moscow chưa bao giờ từ chối làm như vậy. Tuy nhiên, bà Zakharova bổ sung rằng, để làm cho việc đàm phán khả thi, thì chính quyền Kiev và đồng minh phương Tây phải thực hiện các bước đi thực tế và thể hiện thiện trí bà Zakharova đều yêu sách của Nga, phương Tây phải ngừng bơm khí tài cho Ukraine, Kiev phải ngừng hoạt động tác chiến và rút khỏi 4 tỉnh mà Nga mới sắp nhập từ Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó đã nhiều lần tuyên bố 4 tỉnh nói trên là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Ukraine. Xung đột Nga-Ukraine ngày 10 tháng 12, thành trì của quân đội Ukraine ở Avdiivka bên bờ vực sụp đổ. Thị trấn Avdiivka ở phía đông Ukraine, nơi diễn ra một số cuộc giao tranh khốc liệt trong những tuần gần đây, hiện đang trên bờ vực sụp đổ trước lực lượng Nga. Một bài báo trên tờ Time cho biết quân đội Ukraine ở tiền tuyến đang thiếu đạn và bị cản trở trong nỗ lực đẩy lùi đối phương. Thiếu đạn, các xạ thủ của lữ đoàn 47 không thể bắn trúng đoàn xe Nga trước khi nhóm này tấn công bộ binh của họ ở sườn phía bắc Avivka. Tờ Time viết, lữ đoàn 47 là một trong những lữ đoàn được trang bị tốt nhất của Ukraine. Một xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất được triển khai nhằm về phía lực lượng Nga nhưng Tham coi đây là một phần trong nỗ lực nhằm cứu Abdiivka khỏi sự sụp đổ cận kề và ngăn cản việc Nga giành chiến thắng ở Abdiivka trước năm mới. Quân đội Nga muốn giành thế chủ động trước cuộc bầu cử tổng thống. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết, quân đội Nga đã tăng cường tấn công trong điều kiện thời tiết bất lợi để giành thế chủ động trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Nga tháng 3 năm 2024. Lực lượng Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo phần lớn tiền tuyến, bao gồm dọc biên giới các vùng Kharkiv và Lugansk gần thị trấn Bakhmut và hướng tới thị trấn Avdiivka, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công dai dẳng ở phía tây Zaporizhia. Trong khi đó, quân đội Ukraine dường như đang tận dụng thời tiết bất lợi và các hoạt động tấn công đang diễn ra của Nga để thiết lập và củng cố các vị trí phòng thủ ở những khu vực tiền tuyến chưa tham gia các hoạt động phản công, từ đó bảo toàn nhân lực và nguồn lực cho các cuộc tấn công trong tương lai. Lời kêu gọi của đệ nhất phu nhân Ukraine Phu nhân của Tổng thống Volodymyr Zelensky, bà Yelena Zelenskaya, nói với đài truyền hình BBC rằng Ukraine sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nếu không được tiếp tục viện trợ quân sự từ Mỹ. Lời kêu gọi của bà Zelenskaya được đưa ra một ngày sau khi phe Cộng hòa Mỹ tại Thượng viện bác bỏ dự luật lẽ ra cung cấp khí tài huấn luyện trị giá hơn 60 tỷ đô la cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm thứ Năm, phu nhân Zelenskaya tuyên bố rằng bà nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy những tinh thần sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ Ukraine có thể phai nhạt với việc Quốc hội Mỹ rơi vào bế tắc và sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách Ukraine của Tổng thống Joe Biden đang suy giảm, bà Zelenskaya đã kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì viện trợ khí tài. Tình cảnh nguy cấp của lữ đoàn nắm đấm thép Ukraine Lữ đoàn 47, đơn vị có biệt danh là nắm đấm thép của Ukraine, sắp cạn kiệt đạn pháo, khiến họ không thể cản bước lực lượng Nga ở Adivska. Năm thiết giáp Nga vừa nã vừa tiến vào làng Stepov yểm trợ 40 lính bộ binh chiếm các ngôi nhà xung quanh cứ điểm của Ukraine. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 triển khai đơn vị bộ binh với sự yểm trợ của một xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley để đánh bật đối phương về phía sau. Trận đánh ác liệt là một phần trong nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm bám trụ và ngăn lực lượng Nga kiểm soát Adivka, thành phố ở tỉnh Dnipropetrov, ví như bác mất thứ hai. Lữ đoàn 47 là một trong 9 lữ đoàn mới do Ukraine xây dựng theo chuẩn phương Tây huấn luyện ở nước ngoài và trang bị khí tài chuẩn NATO. Đơn vị này mang biệt danh nắm đấm thép của quân đội Ukraine, được trang bị những khí tài hiện đại nhất trong biên chế, gồm xe tăng chủ lực Leopard 2A6 và thiết giáp Bradley. Lữ đoàn 47 đảm nhận mũi phản công chủ lực ở tỉnh Zaporizhia từ đầu tháng 6, đạt một số thành công như giành lại làng chiến lược Rabutino cuối tháng 8. Tuy nhiên, lữ đoàn chỉ tiến được tổng cộng 10 km hứng chịu tổn thất nặng nề và nhiều lần xảy ra lục đục nội bộ, khiến họ phải lui về hậu phương, củng cố đội hình và chuyển đến phòng thủ Adipska hồi cuối tháng 10. Khí tài hiện đại đi kèm với trách nhiệm lớn. Trung sĩ Danilo, 23 tuổi, thành viên nhóm trinh sát thuộc tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn 47 cho hay. Quân đội Ukraine củng cố phòng tuyến tại Adipska từ năm 2014 sau các trận giao tranh với dân quân ly khai ở tỉnh Donetsk. Kiev coi đây là cửa ngõ cho mọi chiến dịch tiến công về hướng đông trong tương lai. Do đó, chỉ cách thành phố Donetsk do Moscow kiểm soát khoảng 20 km. Tuy nhiên, Nga đang siết chặt gọng kìm bao vây Adipska ở ba mặt Bắc, Nam và Đông, khiến quân đội Ukraine chỉ có thể duy trì tiếp tế và tăng viện quân cho thành phố từ phía Tây. Nếu để mất Adipska, các đơn vị Ukraine sẽ phải lui về hồ chứa nước Kalipska và tìm cách bảo vệ những cao điểm tại Ozhestetnin. Hồ Kalievska, cung cấp nước ngọt cho những khu vực cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở vùng Donbass. Mọi trận đánh tại đây sẽ gây gián đoạn nguồn cung nước. Những điểm cao ở Ozhestin, cách đó hơn 3 km, có thể trở thành bàn đạp để Nga mở mũi tấn công. Myhoraz, thành phố chủ chốt tại tỉnh Donetsk, với dân số gần 50.000 người. Nếu không được phương Tây cung cấp đạn dược, những đơn vị như Lữ đoàn 47 sẽ không thể cản bước đối phương. Nếu chiếm được Adipska, quân đội Nga có thể tấn công thành phố Dnipro với dân số 1 triệu người, đồng thời hướng lên phía Bắc và cô lập toàn bộ lực lượng Ukraine ở Donbass. Bài viết trên tờ Times của Anh có đoạn. Việc Ukraine điều động một trong những lữ đoàn thiện chiến nhất để bảo vệ Adipska là bằng chứng về tầm quan trọng của mặt trận này. Binh sĩ Ukraine đang phải bám trụ trận địa trong tình thế gần như bị bao vây hoàn toàn xe hậu cần và cứu thương thường xuyên di chuyển dưới hỏa lực pháo binh trong hành trình hơn 20 km ra vào thành phố. Thành viên Lữ đoàn 47 khẳng định vẫn duy trì sĩ khí và khả năng chiến đấu bất chấp thiệt hại nặng nề suốt những tháng qua. Dù vậy, bất đồng tại Quốc hội Mỹ khiến cho nguồn viện trợ cho Ukraine gần như cạn kiệt. Liên minh châu Âu-EU cũng không hoàn thành cam kết cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraine, buộc binh sĩ tiết kiệm đạn hết mức và ảnh hưởng cục diện chiến trường. Tình hình rất tệ, Danilo thừa nhận. Tình trạng thiếu đạn khiến cho các quân nhân như Taras, trung sĩ thuộc khẩu đội cối của tiểu đoàn 2, phải đưa ra những quyết định sinh tử. Thay vì khai hỏa vào đội hình Nga ngay khi họ tiến vào tầm bắn, các khẩu đội Ukraine phải chờ đến khi đối phương hướng về vị trí của mình và chỉ nhằm vào những điểm tập trung đông người. Đáng lẽ chúng tôi phải khống chế được những khu vực trong bán kính 4 km và loại hàng trăm binh sĩ đối phương ở phòng chiến lược trước khi họ tiếp cận được đồng đội. Nhưng điều đó là không thể, vì tình trạng thiếu đạn Tôi sẽ không khai hỏa nếu mục tiêu là nhóm 2 đến 3 lính Nga và chỉ hành động trong tình huống khẩn cấp, như trên 10 binh sĩ đối phương tiếp cận trận địa, Taras nói. Quân nhân Ukraine nói rằng họ từng được cấp lượng đạn gấp 10 lần với chất lượng vượt trội khi tham chiến trong mùa hè. Đại dược Mỹ được cung cấp theo từng lô, có thông số gần như y hệt nhau và rất ít đạn xịt, giúp xạ thủ dễ hiệu chỉnh được đường đạn. Giờ chúng tôi phải dùng đạn từ khắp nơi trên thế giới với chất lượng khác xa nhau và chỉ được cấp 15 viên trong vòng 3 ngày. Hồi tuần trước, khẩu đội nhận phải một lô toàn đạn hỏng. Khác biệt, thông số cũng khiến cho mỗi quả đạn có thể bay lệch đến 200 mét so với hiệu chỉnh, Taras nói. Thay vì ngồi yên một chỗ, các binh sĩ Ukraine đôi khi sử dụng flycam, phi vũ trang, bay qua đầu lính Nga, khiến họ phân tán để tránh nguy cơ bị thả lựu đạn. Dù vậy, biện pháp này cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Israel đã phá hết đường hầm ở Gaza chưa? Dù có nhiều phương án được đề ra, lực lượng Israel vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình phá hủy hệ thống đường hầm ở Gaza. Hồi tháng 11, các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel đã thả một máy bay không người lái mang camera xuống một đường hầm gần bệnh viện Ansifa, bệnh viện lớn nhất giải Gaza, Palestine. Hình ảnh camera thu lại cho thấy đường hầm này dài khoảng 300 mét, đủ rộng để một người đàn ông cao lớn có thể đi qua mà không cần cúi đầu. Theo tờ Financial Times, Bên trái và bên phải đường hầm là các phòng có máy điều hòa không khí, nhà vệ sinh, nhà bếp. Trong đường hầm còn có cả cửa chống nổ. Vì Israel cho rằng đường hầm này được dùng cho mục đích dân sự. Theo Financial Times, đây chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống đường hầm bên dưới giải Gaza. Theo nhiều chuyên gia, kết quả của cuộc xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, kiểm soát giải Gaza, Palestine, phụ thuộc vào việc Israel có tìm phá được hệ thống đường hầm này hay không. Hệ thống đường hầm dài đặc, nguy hiểm ở Gaza Mạng lưới đường hầm ở Gaza được cho là lớn hơn mạng lưới tàu điện ngầm của thành phố London Anh. Theo Financial Times, mạng lưới đường hầm này có thể tránh được sự giám sát của các máy bay Israel và tránh được các cuộc không kích. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng các đường hầm đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những thành viên Hamas. Đây cũng được cho là nơi Hamas cất giữ vũ khí, nhốt các con tin bị bắt trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10. Phá hủy các đường hầm của Hamas là khía cạnh khó khăn nhất trong hoạt động quân sự của Israel, nhưng lại là một trong những điều quan trọng nhất. Họ cần phải kiên nhẫn, nó sẽ tốn thời gian. Bà Dansfer Brisman Barak, giáo sư tại Đại học Redman, Israel nhận định. Financial Times dẫn lời một cựu quan chức an ninh cấp cao của Israel cho rằng, cụm từ đường hầm không còn phù hợp với những gì Hamas đã tạo ra ở Gaza. Theo vị quan chức này, hệ thống bên dưới Gaza nên được gọi là các thành phố ngầm. Đường hầm từ lâu đã được sử dụng trong các hoạt động quân sự, tuy nhiên, Financial Times đánh giá rằng Hamas đã đưa khái niệm đường hầm lên một tầm cao mới. Chiến trường hiện đại đang chứng kiến sự kết hợp giữa năng lực cổ xưa và kỹ thuật số, và đôi khi chính những kỹ thuật cổ xưa như đường hầm có thể chiến thắng các thiết bị hiện đại, theo ông Anthony Kings, một chuyên gia chiến tranh đô thị tại Đại học Exeter của anh. Ngoài ra phía Israel cho biết bên trong các đường hầm này cũng rất nguy hiểm. Các đường hầm là một thách thức lớn, Hamas đã đặt nhiều thứ như là bẫy bom, chướng ngại vật nhằm cản trở việc di chuyển của chúng tôi bên trong đường hầm, theo một quan chức Israel. Theo ông Jehuda Klifi, kỹ sư xây dựng đang phục vụ trong lực lượng quân sự bị Israel, Hamas có thể đã xây nhiều lớp đường hầm khác nhau bên dưới Gaza. Lớp phòng thủ nằm phía trên và có bẫy mìn. Lớp này rất hẹp và có cửa chống nổ mà chúng ta đã thấy. Lớp tấn công nằm sâu hơn. Lớp này rộng hơn và chứa những thứ như là trung tâm hậu cần, khu sinh hoạt và các kho vũ khí. Ông Kefi nói, Israel loay hoay tìm cách phá hệ thống đường hầm. Phía Israel cho biết đã xác định được hơn 800 đường hầm ở Gaza và phá hủy khoảng 500 đường hầm trong thành phố này. Theo Financial Times, kể từ năm 2016, Israel đã nhận được 320 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự của Mỹ để phát triển các kỹ thuật chống đường hầm. Nước này cũng có một đội ngũ kỹ sư chống đường hầm, biệt kích ngầm được trang bị chuyên dụng để thăm dò các đường hầm và tìm cách đánh sập chúng. Đến nay, Israel đã lên kế hoạch và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phá hủy các đường hầm ở Gaza. Phương pháp đầu tiên là cho nổ các đường hầm để làm được điều này, các kỹ sư Israel đã phải xác định vị trí, chiều dài của các đường hầm, sau đó họ cho nổ các đường hầm này. Các kỹ sư và chuyên gia quân sự cho biết, để phá hủy hoàn toàn một đường hầm, cần phải đặt chất nổ dọc theo những đoạn dài bên trong đường hầm đó. Ông Kefi cho biết, một phương pháp khác là sử dụng chất nổ hóa lỏng lấp đầy không gian đường hầm rồi phát nổ. Tuy nhiên, phương pháp này đang gây tranh cãi vì nó có thể gây tác động lớn đến khu vực xung quanh. Một biện pháp khác là bơm nước biển từ địa trung hải ở áp suất cao vào đường hầm. Trên thực tế, phía Extend đã bắt đầu lắp đặt thiết bị để chuẩn bị thực hiện biện pháp này. Bà Richman Barak cho biết, kỹ thuật này có ưu điểm là từng được sử dụng trong ngành dầu khí. Tuy nhiên, bà cho biết, nhược điểm của phương pháp này là bạn không biết mình đã bơm nước được bao nhiêu. Bà cho biết lượng nước cần thiết phụ thuộc vào kích thước của đường hầm và khả năng hấp thụ nước của lòng đất. Tuy nhiên, hôm 5 tháng 12, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, trung tướng Hezdi Halevi, gọi kế hoạch bơm nước vào các đường hầm ở Gaza là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận thêm về vấn đề này, theo tờ The Times of Israel. Ngoài ra, Israel cũng đã tính đến việc đào các đường hầm để chặn ngang mạng lưới đường hầm ở Gaza. Theo các chuyên gia, biện pháp này được cho là ít gây rủi ro hơn cho các con tin dưới đường hầm so với biện pháp dùng chất nổ hay bơm nước Israel không nên tiếp cận hệ thống đường hầm từ trên cao, mà nên từ bên dưới. Bạn sẽ cần thứ gì đó giống như là máy khoan tự động. Nó sẽ giúp hướng đến mục tiêu, ông Kevli nói. Tuy nhiên, dù đã nêu ra những biện pháp như vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng Israel sẽ cần thời gian và gặp không ít khó khăn trong quá trình phá hủy hệ thống đường hầm ở Gaza. Nhiều thành viên trong lực lượng Israel cũng bày tỏ tiếc nuối vì đã không tìm cách xử lý hệ thống đường hầm này sớm hơn đáng lẽ chúng tôi nên phá hủy tất cả các hệ thống đường hầm của Hamas khi chúng còn ở quy mô nhỏ. Chúng tôi có tất cả các thông tin tình báo, theo một cựu quan chức an ninh cấp cao Israel. Thủ lĩnh Hamas đã bổ mưu đồ tấn công Israel ra sao? Năm ngoái, lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Gaza tuyên bố nhóm này sẽ tung lực lượng và tên lửa vào Israel, nơi ông từng bị giam cầm suốt 23 năm. Vào ngày 7 tháng 10, cuộc tấn công đã xảy ra, cho thấy ông đã không dọa xuồng. Bài phát biểu của lãnh đạo Hamas Anhia Sinwa ở Gaza năm ngoái không phải là lời đe dọa xuông. Chúng tôi sẽ đến đó với vô số tên lửa. Chúng tôi sẽ đến với thác lũ binh sĩ không bao giờ cạn, ông Sinwa nói. Nghe thì tưởng chừng chỉ là một tuyên bố cường điệu làm hài lòng đám đông. Nhưng vào thời điểm này, một kế hoạch bí mật đã được ấp ủ nhằm tấn công Israel. Đất nước đã bỏ tù ông Sinwa suốt 23 năm trước khi ông được trả tự do và trở thành lãnh đạo của Hamas. Theo thống kê của Israel, ngày 7 tháng 10 là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. Ông Sinwa nói, đây là một trong những sự kiện chiến lược lớn trong lịch sử sự nghiệp của nhân dân Palestine trong những năm qua. Vì vậy, chúng ta đang sống trong những giây phút vui mừng đặc biệt. Các nguồn tin cho biết ông Sinwa đang dẫn đầu các cuộc đàm phán về việc trao đổi tù nhân với con tin. Ông cam kết sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân Palestine mà Israel giam giữ. Theo Michael Kubi, cựu quan chức cơ quan tình báo Shin Bet của Israel, ông Sinwa là một kẻ tàn nhẫn. Ông Kubi là một người đã thẩm vấn ông Sinwa suốt 180 giờ trong tù Ông Kubi nói thủ lĩnh Hamas lúc đó ở độ tuổi 20 nhưng đã chuyên tâm vào việc tấn công Israel. Anhia Sinwa đứng đầu tại nhà tù. Ông ta là thủ lĩnh của tất cả các tù nhân Hamas. Họ ngồi cùng nhau, tất nhiên là họ thảo luận trong tù và họ dạy cách chiến đấu với người Israel sau khi họ được thả. Đó là kế hoạch của ông ta, ông Kubi cho hay.